Ok, em chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh tiếp tục lên sóng video về những chiếc xe ô tô cũ hiện nay đang có mặt tại cửa hàng. Vâng, thời điểm cuối năm là thời điểm mà rất khó khăn về những cái dòng xe lướt, ngân hàng không giải ngân. Vì thế những chiếc xe 300, 400 triệu đang là một cái vấn đề rất đau đầu của những anh em bán xe cũng như các salon trên toàn quốc. Nhưng bãi em thì chỉ có những chiếc xe cỏ nên là vẫn có thể là vẫn túc tắc và vẫn duy trì được cái doanh số bán hàng. Và ngày hôm nay Tuấn Anh không quay xe lướt nữa mà Tuấn Anh sẽ quay cho các bạn những chiếc xe dưới 200 triệu, 7 chỗ, 5 chỗ ngồi, kể cả là mấy chục triệu thì cũng có. Đó, những chiếc xe đó rất phù hợp với cái thời điểm này, rất phù hợp cho các bác nào đang có một chiếc xe để đi gia đình, chạy dịch vụ hay chạy công trường, công trình hay là kiếm sống thì khá là hợp lý. Không làm mất thời gian của mọi người nữa thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho anh em những chiếc xe mà dưới 200 triệu, đúng không ạ? Nhà em chủ yếu là những chiếc xe đó còn khá nhiều. Và đây, đây là một trong những chiếc xe mà nhìn thôi thì các bác phải nghĩ là đây là một chiếc xe tầm khoảng 3, 4, 500 triệu cũng có. Nhưng thực ra thì con này chỉ bán với 195 triệu thôi. Chiếc xe thì đang đeo biển Lâm Đồng 49A48536. Một chiếc xe Emerald sản xuất EC718, sản xuất năm 2011, phiên bản số tự động, máy của nó là 1.8. Chiếc xe này thì được trang bị hệ thống ABS, hệ thống túi khí an toàn, hệ thống đèn phía sau là LED đầy đủ với giá 195 triệu đồng. Bên Tuấn Anh sẽ bao rút hồ sơ. Con này thì nó full đồ chơi rồi, nó như là một chiếc xe hạng sang luôn. Nội thất thì ghế da khá là đẹp, trang bị tới tận 10 túi khí, hệ thống điều hòa tự động, hệ thống ghế điện, đèn bi salon siêu sáng và có cả cửa sổ chơi. Xe thì tất cả cam kết cho anh em keo chỉ zin 100%, không lỗi. Thực ra 195 triệu đây là một mẫu xe quá hời, quá hời cho các bác luôn, quá hời luôn. Nội thất như Camry. Đấy, hệ thống phanh đĩa 4 bánh, cửa đóng rất nhẹ, 195 triệu đó. Tiếp tục thì ở đây chúng ta lại có một chiếc Toyota Jay. Jay này thì con này mới về nhé, trong kia nó vẫn còn một chiếc nữa là bán là sập sàn rồi. Đấy, và ở ngày video này thì con này sẽ tiếp tục cắt lỗ cho anh em về những chiếc xe. Đấy, Jay này thì con này mới về bán 58 triệu, sản xuất năm 1997, nhập khẩu nguyên chiếc của Nhật Bản, biển 30A00005. Một chiếc Ray 1997 nhập khẩu nguyên chiếc của Nhật. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi quá là ok cho anh em. Tất cả đây rất là đẹp cho mọi người. Còi to cho vượt, Toyota nhập khẩu nguyên chiếc của Nhật Bản, 195 triệu 7 chỗ ngồi, rất rộng rãi, dành cho các bác nào đi công trường công trình thì quá là ok cho mọi người. Cực kỳ yêu để cho anh em có thể sử dụng vào chiếc Ray 1997 này. Tiếp tục là một chiếc xe mà có 56 triệu đây. Đó là một chiếc xe Daihatsu lá lốt 2002. Một chiếc xe lá lốt 2002. Một chiếc xe nhập khẩu, một chiếc xe sản xuất và lắp ráp tại Hàn Quốc năm 2002, 1.6 số sàn, với giá bán hiện tại là 56 triệu các bạn nhé. Vâng, tiếp tục thì sang bên đây chúng ta đang có những chiếc xe nữa đây. 7 chỗ nhá, 7 chỗ thì trong kia nó có còn 45 triệu rồi, nhưng cũng là dây 997 thôi anh em ạ. Đây là một chiếc xe Toyota Innova 2008, form 2009 số sàn, trang bị khối động cơ 2.0, trang bị đầy đủ điều hòa 3 dàn, la đăng đúc 4 bánh theo xe, gương kính chỉnh điện, biển Hà Nội, 199 triệu và vẫn bớt sâu cho anh em tầm 9 triệu. Đấy, để anh em đi 9 triệu nữa nha các bạn nhé. Tiếp tục là một chiếc xe Chevrolet Vivante 2000, hay là tôi này sẽ đọc cái giá bớt đi đi nhé. Một chiếc xe Vivante 2008 bản đủ số sàn, một mẫu xe 7 chỗ ngồi, một chiếc xe gia đình sử dụng tư nhân chính chủ, với giá 158 triệu, bớt cho anh em khoảng tầm 8 triệu, khoảng 150 triệu. Đấy, để cho anh em đi. Đấy. Tất cả đều rất là đẹp. Với những chiếc xe này thì tất nhiên hơn 200 rồi. Nhưng con này thì 206 triệu, em vẫn có thể bán dưới 200. Đó là một chiếc Nissan Grand Villa 7 chỗ ngồi, sản xuất năm 2012, bản đủ số sàn, nội thất đẹp, nhập sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, thương hiệu đến từ Nhật Bản, 196 triệu. Đấy. Đây là chiếc 2010. Con này thì khá đẹp. Tiếp tục là một chiếc xe nữa, đó là một chiếc xe Chevrolet Vivante. Con này thì số tự động, sản xuất năm 2008, đang bán 175 triệu đồng. Đấy, nhưng mà ở video này thì Tuấn Anh sẽ cắt lỗ cho anh em khoảng tầm 10 đến 15 triệu đồng. Đấy, anh em có thể đến xem xe thực tế và bớt thoải mái luôn. Đấy, giá khởi điểm em sẽ bớt cho anh em từ 10 đến 15 triệu đồng về cái chiếc xe này. Với giá chỉ còn khoảng tầm 160 là lên đường thôi. 160 là lên đường cho anh em. Vivante 7 chỗ 2008, số tự động 2.0. Ở trong đây chúng ta đang có hai chiếc xe Jolly ạ. Với chiếc Jolly bản đủ mắt xích, đốp treo đèn cột đời 2004 và máy turbo.
Đó, con này thì đang bán 110 triệu đồng, sản xuất năm 2004, biển 98A04929. Con này là một chiếc xe bản đủ nhá. Đó, số sàn, bản đủ, mắt xích, đốt treo, đèn cột, máy turbo. Đấy, màn hình cam lùi đầy đủ, điều hòa hai dàn, độc lập, và giá bán là 101. Và anh em nào đến mua xe tại bãi thì em sẽ bớt cho anh em 10 triệu, còn khoảng 100 là lên đường. Đấy, một chiếc xe bản đủ này, khá đẹp cho mọi người. Vâng, tiếp tục là một chiếc dây Jolly nữa, 2003. Con này thì chưa lên form mới và cũng chưa lên form mới cũng như là chưa lên bản đủ. Con này thì số sàn 2.0, bản thiếu. Thực ra thiếu thì không phải thiếu, mà con này nó là form cũ, nó vẫn sử dụng hệ thống dùng chế, nên là con này thì bán rẻ thôi, 99 triệu. Có bớt cho anh em khoảng tầm vài triệu nữa để anh em mua. Vài triệu để anh em mua. Con này thì em quay quá nhiều rồi, 35 triệu cho anh em này. Nissan một bước nhập 1990, máy 1.8, số sàn. Vâng, 35 triệu, con này thì em quay lâu lắm rồi. Ui, cứ hát xì hơi đi các bạn. Đấy, số sàn nhá. Con này số tự động, 7 chỗ ngồi, số tự động mà giá chỉ có 168 triệu. Đấy, bớt sâu cho anh em khoảng tầm 8 triệu nữa để anh em mua nhá. Đấy, con này là Mazda Plamacy, thương hiệu đến từ Nhật Bản. Đấy, một chiếc xe cực kỳ yêu và chất lượng cho bà con. Không còn gì yêu hơn chiếc xe này nữa rồi. Quá đẹp, đẳng cấp. Một chiếc xe quá là ok, trang bị bản đủ, túi khí, màn hình Android. Đấy, 7 chỗ ngồi, số tự động 1.8 và giá bán là 168 triệu, bớt sâu cho anh em khoảng tầm 8 triệu và lấy tròn 160. Đấy. Tiếp tục thì đây chúng ta đang có một chiếc Moling ạ. Moling này là Moling 2007. Đây ạ, Moling 2007 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Số sàn 1.0, 4 máy. Chiếc xe đang đeo biển 90A01109 với giá bán 99 triệu. Con này thì bớt sâu cho anh em khoảng tầm 9 triệu nữa, còn 90 để anh em có thể đi được. Đấy nha các bạn nhá. Đấy. Phía dưới là một chiếc Spark mới về cho anh em. Chiếc Spark này thì sản xuất năm 2009, biển Hà Lam, 90A01571. Con này hiện tại bên em đang bán 76 triệu. Một chiếc xe 5 chỗ ngồi, đời 2009, xe đẹp không lỗi, mới về, 76 triệu, máy 0.8, tiết kiệm nhiên liệu, 5 chỗ ngồi. Anh em nào yêu thì lấy chiếc xe này. Đấy. Ở đây ta đang có 3 chiếc xe 7 chỗ giá hơn trăm. Đầu tiên là chiếc 37, 38, 391, đó là một chiếc Chevrolet Vivante 2008, số sàn, máy 2.0, đang bán với giá 155 triệu đồng. Nhưng anh em nào mua thì mình ở đấy đây thì em bớt cho anh em khoảng tầm 10 triệu, nó 145 rồi. Con này cũng vậy này, con này cũng vậy, hai con như nhau 2008 nhá. Con số tự động này thì em bán khoảng tầm 175 triệu. Con này cũng số tự động giống con kia, 175 triệu, nhưng mà thôi thì em bớt sâu cho anh em khoảng tầm 15 triệu đi, khoảng 160. Đấy, là ok rồi, đúng không ạ? Thì lắm rồi. Tiếp tục chúng ta có một chiếc xe Isuzu Highlander máy dầu. Con này thì sản xuất năm 2004, máy dầu số tự động, đang bán 189 triệu. Nhưng mà thôi thì anh em nào mua đến đây, mua trực tiếp của Tuấn Anh ô tô Hải Phòng thì em bớt cho anh em khoảng tầm 15 triệu nữa đi, còn 174 triệu. 174 triệu là anh em có thể mua chiếc xe. Rồi, tiếp tục vào những cái vòng xe này thì chúng ta đang có những chiếc xe dưới 200 triệu. Tuấn Anh sẽ báo giá qua, báo giá nhanh cho các bạn xem một cách cho nó cụ thể hơn. Nếu các bạn nào xem video cụ thể thì các bạn có thể là kết bạn cho em qua Zalo, hoặc là có thể là gọi điện trực tiếp cho em sẽ giải chi tiết những chiếc xe mà chúng ta đang có nhu cầu, đúng không ạ? Không ngại gì mà mất một cuộc điện thoại mà gọi các bạn. Đây là một chiếc Lancetti ạ. Con này là Daewoo Lancetti EX, sản xuất năm 2009, số sàn 1.6, tên tư nhân, biển Bắc Giang, 98A04080 84. Con này hiện tại là bên em đang chào bán với cái giá khá hợp lý cho anh em là bao nhiêu ạ? 148 triệu, bớt sâu cho anh em khoảng tầm 8 triệu, còn 140 triệu. Đấy. Daewoo Gentra 2008, số sàn, máy 1.5, một mẫu xe, biển 24A18206, sơn si màu đen. Con này thì xe gia đình sử dụng, đăng kiểm tháng 5 năm 2023, giá bán 125 triệu. Anh em xuống đây thì em vẫn bớt sâu cho anh em một tí nữa. Hyundai Sonata 2004, phiên bản số tự động, máy của nó là 2.0, bản đủ. Con này thì nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Số tự động 2.0 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, đời 2004, với giá bán 175 triệu đồng. Con này thì em đang bán với giá là 179 triệu, nhưng mà anh em là mua thì bớt sâu khoảng tầm tròn 170. Con này thì để cho anh em tròn 170. Một chiếc Gentra X 2007, đăng ký 2008, số tự động 1.2, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc nhé các bạn nhé, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Tiếp tục là một chiếc Kia Morning. Với chiếc Kia Morning này thì sản xuất năm 2000, con này thì để là sản xuất năm 2008, bản SLX nhé, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, số tự động 1.0, biển Hà Nội,
29A23303, sơn si màu bạc và đăng kiểm tháng 4 năm 2023. Với giá bán hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán chiếc xe này là 189 triệu. Thôi bớt cho anh em khoảng tầm tròn 180 để anh em có thể mua. Một chiếc xe cực kỳ ok cho mọi người. Vâng, ở trong cái dàn 7 chỗ và dàn 5 chỗ này thì chúng ta sẽ có những chiếc xe mà dưới 200 triệu. Ví dụ như chiếc biển 35A30235 này là một chiếc i10 sản xuất năm 2013, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển 35 của tỉnh Ninh Bình. Con này bán 168 triệu lấy tròn cho anh em 160. Con này thì biển 17 Moling 2008 số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc bản SRX, biển 17 của tỉnh Thái Bình, 189 triệu cũng lấy tròn anh em khoảng tầm 180. Tiếp tục là một chiếc xe Nissan Rubus. Với chiếc Nissan Rubus này sản xuất năm 2000, Nissan Piso. Con này Nissan Piso sản xuất năm 2009, hộp số tự động, máy của nó là 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, biển Hà Nội, 29A14545. Con này đang bán 195 triệu lấy tròn anh em 190. Matiz Van 2007, đăng ký làm bánh lần đầu, 209 số tự động 1.0. Matiz Van nhé, van là biển D đấy ạ. Con này thì hai chỗ ngồi. Con này thì số tự động, nhập khẩu của Hàn Quốc, với giá 105 triệu lấy tròn anh em 100. Tiếp tục thì ở đây chúng ta đang có một chiếc xe nữa, đó là một chiếc xe Hyundai Getz. Với chiếc Hyundai Getz này sản xuất năm 2010, bản đủ số sàn, xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, biển Lạng Sơn, 12A04912. Con này hiện tại đây đang bán 179 triệu lấy tròn anh em 170. Bản đủ số sàn, gia đình sử dụng, tư nhân, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ nhé các bạn nhé. Vâng, tiếp tục thì chúng ta sẽ có một chiếc xe nữa, đó là một chiếc Hyundai Getz 2008. Con này thì 208 số sàn, bản đủ, xe gia đình, tư nhân chính chủ, biển và Hà Lan. Con này hiện tại đang bán 135 triệu, xe mới về, để cho anh em tròn 130. Tiếp theo là Spark Matiz 2009 số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, máy 0.8, biển Hải Phòng, 5 chỗ ngồi. Con này thì đang bán 145 triệu lấy tròn anh em 140. Tiếp tục là một chiếc Matiz một chiếc Spark 2012 form mới, biển 15A04975, sơn si màu trắng. Và con này hiện tại bên em đang bán 136 triệu lấy tròn anh em 130. Đấy anh em ạ. Anh em có thể đến xem xe thực tế còn bớt thêm để cho anh em nó thoải mái hơn, đúng không ạ? Form mới siêu nhân nhá, đời 2012, 4 máy 1.2, xe đẹp không lỗi luôn. Đấy. Và trong đây thì chúng ta còn rất nhiều những cái dòng xe nữa. Nói chung là thời điểm này thì là thời điểm mà mua xe cũng khá là hợp lý cho anh em. Là thời điểm vàng để cho anh em mua xe vì xe cũ bây giờ đang ế. Cũng là thời điểm cuối năm. Đấy. Một chiếc Vios 2011 phiên bản số sàn, máy của nó là 1.5, bản Nimo, lưng phun kịch đồ. Con này thì đang đeo biển tư nhân, biển Hải Phòng, 15A36940, sơn si màu đen. Và với cái chiếc xe này bên em bán là 205 triệu, thôi bớt cho anh em 10 triệu, còn khoảng 195 triệu. Đấy là anh em có thể đến rước em này về. Đấy, bớt cho anh em 10 triệu, đăng kiểm thì đến tháng 11 năm 2023. Và anh em có thể đến lấy chiếc xe này về thì hợp lý luôn. Tiếp tục là một chiếc xe nữa, đó là một chiếc Gentra. Đây là một chiếc Gentra 2010. Con này là 2010. Con này thì tên tư nhân, một chủ từ mới, đăng ký 2011, biển Hải Phòng. Một chiếc Gentra, máy 1.5, số sàn, xe đẹp không lỗi, bán 145 triệu đồng lấy tròn anh em 140. Trên đây cũng có một chiếc Gentra, con này thì 2010, biển 34A55173, sơn si màu bạc, và cái giá cắt lỗ bây giờ để cho anh em đúng 135 triệu. Đúng 135 triệu, chiếc Gentra 2010, số sàn, máy 1.5, tư nhân, biển Hải Dương. Ở đây chúng ta đang có một chiếc xe nữa, đây ạ. Chúng ta có thể là cân đối về chiếc xe này. Đây ạ, tiếp theo là một chiếc xe nữa, đó là một chiếc xe BMW. Con này thì sản xuất năm 2004, phiên bản số tự động, máy 2.0, hiệu 319i, 318i, biển Bắc Linh, đang bán 158 triệu, lấy tròn anh em 150, để cho anh em có thể là thoải mái đi lại đi, đăng kiểm còn, biển Bắc Linh, xe đẹp không lỗi, máy chất gầm chắc cực kỳ ok luôn. Vâng, tiếp tục thì đây chúng ta đang có một chiếc Gentra nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, sản xuất năm 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu 2011, máy 1.2, số sàn, tên tư nhân, biển Hải Phòng, và giá bán hiện tại là 185 triệu, lấy tròn anh em 180, lấy tròn anh em 180 nhé. Đấy. Tiếp tục là một chiếc xe Toyota Vios ạ. Với chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2010, bản Nimo, lưng phun kịch đồ, biển 34A59500. Con này thì máy 1.5, đăng kiểm tháng 12 năm 2023, tức là em mới đăng kiểm xong. Con này thì hiện tại là đang bán 189 triệu thôi, thì bây giờ em lấy tròn cho anh em 180 để cho anh em có thể mua.
Giá đấy là quá ưu đãi rồi. Với một chiếc Prius 2010 máy 1.5 số sàn. Đấy. Anh em có thể thoải mái lựa chọn luôn nhé. Lúc nào có chổi lông gà lau xe luôn này. Cực kỳ yêu và rất chất lượng cho quý bà con. Vậy thì bà con, cô bác, anh chị em nào quan tâm về những cái chiếc xe bên em thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Với những chiếc xe dưới 200 triệu, đó là cái vấn đề mà đang được hot trên thị trường, đang những chiếc xe bán chạy nhất trên thị trường. Vậy thì bà con nào đang có nhu cầu thì hãy nhớ nhấc máy và alo trực tiếp cho em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, cô bác, anh chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo.